Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em thân mến, từ xưa cho tới nay, đề tài về mùa xuân đã trở thành một ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận trong thi ca, như chúng ta đã biết đến bài thơ Xuân Về của Chu Minh Khôi hay là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, Xuân Ca của Lê Mỹ Hường hoặc là bài Tìm Xuân của Nguyễn Hiền. Bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài Mùa Xuân Chín của nhà thơ Hàn Thạc Tử. Nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã từng nhận định thơ của Hàn Mạt Tử là tiếng thơ được cất lên từ sự hủy diệt để hướng về sự sống. Quả đúng là khi mà chúng ta đọc thơ Hàn Mạt Tử thì ta luôn thấy một tấm lòng khao khát yêu đời, khao khát sống. Một trong số đó là bài thơ Mùa Xuân Chín được rút ra từ tập thơ Đau Thương vào năm 1938, coi là tiếng thơ mà trong trẻo nhất của Hàn Mạt Tử nhưng cũng đầy bí ẩn và đau thương. Cô và các em cùng tìm hiểu bài thơ Mùa Xuân Chín. Trước tiên thì chúng ta đi vào tìm hiểu về phần tác giả Hàn Mạt Tử. Tiểu sử Hàn Mạt Tử sinh năm 1912, mất năm 1940, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, ông sinh ra ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ông sớm mất cha, sống cùng với mẹ tại Quy Nhơn. Năm 21 tuổi, ông vào Sài Gòn lập nghiệp và sau đó đi làm công chức thời gian ngắn rồi mắc bệnh phong và mất. Sự nghiệp, sáng tác thì tác phẩm chính của ông là Gái Quê, Tập Thơ Điên, Xuân Như Ý, Duyên Kỳ Ngộ, Quần Tiền Hội. Phong cách sáng tác, tâm hồn thơ ông đã thăng hoa thành những vần thơ tuyệt diệu, chẳng những gợi cho ta niềm thương cảm mà còn đem đến cho ta những cảm xúc thẩm mỹ, kỳ thú và niềm tự hào về sức sáng tạo của con người. Về đóng góp của nhà thơ Hàn Mạt Tử thì ông là một trong những nhà thơ tiên phong trong việc cách tân thi pháp của phong trào thơ mới. Ông đã góp phần làm cho nền văn học dân tộc phát triển đa dạng hơn, và sự đóng góp tích cực của Hàn Mạt Tử phải kể đến trong việc lập nên trường thơ loạn Bình Định, mà ở đó thi sĩ họ Hàn là vị chủ soái. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng nhận định đánh giá về Hàn Mạt Tử, đó là một nguồn thơ rào rạt và lạ lùng, và vườn thơ Hàn rộng, không bờ, không bến, càng đi xa và lại càng ướn lạnh. Phần thứ hai, chúng ta đi tìm hiểu về tác phẩm. Về hoàn cảnh sáng tác thì chưa rõ thời điểm sáng tác của Mùa Xuân Chín, nhưng theo Trần Thanh Mại thì qua cái nhìn năm bệnh hoạn đầu, nghĩa là vào cuối năm 1937, Hàn Mạt Tử đã gom góp xong tập thơ Làm Trên Giường Bệnh theo một cái thể tài mới mà chàng gọi là thơ điên, nghĩa là thi phẩm này được sáng tác vào trước thời điểm đó. Và về ý nghĩa nhân đề thì tác giả đã đặt cho bài thơ là Mùa Xuân Chín với ý nghĩa cảnh sắc thiên nhiên. Mùa xuân trong bài thơ đang ở độ tươi đẹp nhất, viên mãn nhất, nhưng trạng thái đó cũng đồng nghĩa với việc mùa xuân đang và sẽ trôi qua, cái đẹp sẽ không tồn tại vĩnh hằng, mãi mãi để lại trong lòng nhà thơ cái sự tiếc nuối khôn nguôi. Thế thì cả bài thơ này chúng ta có thể thấy được là cái nội dung của nó khi mà chúng ta tóm tắt là với một cái màu sắc cổ điển hài hòa, chất dân dã, trẻ trung, bình dị, thì bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn Mạt Tử đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên về mùa xuân trong sáng, rạo rực, say mê. Và qua đó, nhà thơ đã gửi gắm niềm khao khát, giao cảm với cuộc đời, nỗi nhớ làng quê da diết và bày tỏ nỗi
Cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu và cảm nhận về nội dung của văn bản Mùa Xuân 9. Trước tiên thì ở luận điểm thứ nhất là khung cảnh mùa xuân. Bức tranh thiên nhiên của mùa xuân trở nên rạo rực, tươi đẹp, tràn đầy sức sống khi mà mùa xuân được gợi lên từ những hình ảnh nên thơ mà bình dị. Đó là hình ảnh của làn nắng ửng và khói mơ tan. Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, tà áo biếc, dàn thiên lý bóng xuân sang, hay là sóng cỏ xanh tươi, thôn nữ hát trên đồi. Và mùa xuân ấy nó còn hiện lên với màu sắc ấm áp, âm thanh trong trẻo cùng với hình ảnh màu vàng là nắng mái nhà tranh, hay là màu xanh biếc của tà áo sóng cỏ dàn thiên lý cùng với tiếng ca là tiếng thầm thĩ thôn nữ hát trên đồi. Tác giả đã kết hợp những từ như khói mơ tan, đó là những cái làn khói sương như đang hòa tan trong nắng để tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ, hay đôi má nhài chanh lấm tấm vàng, sắc vàng của nắng lại càng trở nên rực rỡ. Âm thanh là tiếng sột soạt được đảo lên đầu, câu nhằm nhấn mạnh hành động của cảnh vật. Gió như đang trêu đùa cùng tà áo biếc đón xuân sang, khiến cho không khí lúc này trở nên sinh động, vui tươi và đầy hứng khởi. Nhà thơ đã đặt dấu chấm ở giữa câu thơ như là một sự ngập ngừng, ngắt quãng, bởi đó là khoảnh khắc thi nhân giật mình nhận ra bóng xuân sang. Đọc câu thơ này làm cho chúng ta liên tưởng tới bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Hình như thu đã về, đó cũng là cảm xúc tâm trạng ngập ngừng và ngỡ ngàng khi mà khoảnh khắc mùa thu sang. Thì giờ đây chúng ta lại cảm nhận cái bức tranh bóng xuân sang của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Không gian của mùa xuân dường như được rộng mở với sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. Sóng được kết hợp với thảm cỏ xanh mướt khiến cho bạn đọc hình dung từng lớp cỏ như nối tiếp nhau trải dài bất tận. Sức sống dường như đang căng tràn một cách mãnh liệt, giống như trong cái bức tranh cỏ của nhà thơ Nguyễn Du đã từng viết trong bài Cảnh Ngày Xuân. Ngày xuân mơ nở trắng rừng. Mơ nở trắng rừng, đó là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Việt Bắc, hay là câu thơ cỏ non xanh rợn, chân trời cành lê trắng điểm, một vài bông hoa. Đấy chính là hình ảnh sắc xuân trong bài Cảnh Ngày Xuân của tác giả Nguyễn Du. Như vậy thì chúng ta có thể cảm nhận được cái khung cảnh mùa xuân sống động bởi nghệ thuật độc đáo. Tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa, gió trêu tà áo biếc bóng xuân sang, hay hình ảnh ẩn dụ đám xuân xanh và cách ngắt nhịp sáng tạo trên dàn thiên lý bóng xuân sang. Dấu chấm là sự ngưng động, là bước đi ngập ngừng, lưu luyến của mùa xuân với ngôn từ sống động, giàu màu sắc, giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu, nắng ửng khói mơ tan, lấm tấm hay sột soạt sóng cỏ, để từ đó cho thấy một cái bức tranh thiên nhiên của mùa xuân tràn đầy sự sống. Như vậy, có thể nói chúng ta cảm nhận qua cái phần đầu là bức tranh mùa xuân trong thơ của Hàn Mặc Tử, đó là bức tranh làng quê đang trong độ chín, vừa thấm đẫm hơi xuân, vừa nên thơ trong trẻo và vừa bình dị mộc mạc. Chúng ta sang đến luận điểm lớn thứ hai, đó chính là tình xuân. Con người xuất hiện trong cái bức tranh khung cảnh của mùa xuân, đó chính là hình ảnh cô thôn nữ, ai, khách, chị ấy. Con người xuất hiện vừa trực tiếp vừa gián tiếp qua tiếng ca, qua nỗi nhớ của nhà thơ đã tạo nên cái tính thi vị ảo mộng cho bài thơ. Tác giả dùng từ xuân xanh. Xuân xanh là một ẩn dụ để chỉ cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tuổi xuân của họ tươi đẹp, rực rỡ như mùa xuân của đất trời. Chính vì vậy, niềm vui của những cô thôn nữ đã hòa trong cái không khí lúc mà mùa xuân chính là tình xuân. Cái ửng của nắng phải chăng chính là đôi má ửng hồng của các cô gái trong lúc
theo chồng bỏ cuộc chơi. Niềm vui của họ đó chính là tình yêu đôi lứa, là sự gắn kết trong hôn nhân đến bạc đầu. Tác giả đưa ra cái hình ảnh âm thanh đó là tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, với nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, như chúng ta đã biết là tiếng ca vốn được cảm nhận bằng đôi tai, bằng thính giác, thế nhưng ở đây lại được cảm nhận thông qua cái hình ảnh đó, xúc giác, bằng thị giác, đó là vắt vẻo, hai chân vắt vẻo, và nó cũng là bằng đôi mắt để nhìn trong cái khoảnh khắc đẹp đó. Tiếng ca say sưa của người con gái như có sức hút cao vút đến tận lưng chừng núi, thể hiện niềm thiết tha yêu đời mãnh liệt. Vắt vẻo lưng chừng núi đã tạo nên một âm thanh vang vọng khắp cả không gian, và cả tiếng thầm thĩ nghe ra ý vị và thơ ngây. Tiếng ca vốn vang xa khắp núi rừng nhưng nay lại chỉ dành cho người nào đó. Từ thầm thĩ đó có thể là người thương, cũng có thể là với chính bản thân mình, và từ đó cho chúng ta một cái cảm nhận gì đó hơi buồn, là tâm trạng nuối tiếc của nhân vật trữ tình. Ở luận điểm cuối cùng, luận điểm thứ ba trong bài thơ, đó chính là tâm trạng của nhân vật tôi trữ tình. Nhà thơ Hàn Bạt Tử đã hóa thân vào trong một trong những cái người khách. Người khách xa bày tỏ cái nỗi nhớ nhung của mình. Chị ấy là một cách nói phiếm chỉ, đó có thể là một người dân lao động bình thường nơi thôn quê của tác giả, và cũng có thể là một người thân quen gần gũi, cũng có thể là cô người yêu của thi nhân. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ nạ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Tác giả đã sử dụng câu hỏi tu từ: chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Đó là cách gieo vần làng chang chang, bày tỏ sự vang vọng trong tâm tưởng của nhà thơ. Người con gái xuất hiện trong nét đẹp lao động với tư thế gánh thóc, đã hòa cùng với ánh nắng vàng bên bờ sông trắng. Như vậy có thể nói mùa xuân chín của Hàn Bạt Tử có sự hài hòa của sắc xuân, tình xuân, không chỉ mùa xuân chín mà lòng người cũng chín với khát khao giao cảm với đời, chín cùng với tình yêu và nỗi nhớ. Ở phần cuối của tác phẩm, đó chính là chúng ta đi vào đánh giá. Về mặt nội dung thì Hàn Bạt Tử đã mượn bức tranh xuân tươi đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống để bày tỏ cái xuân chín trong lòng người, chín trong tình thương, chín trong nỗi nhớ về con người, cuộc đời và quê hương. Và nổi bật hơn hết đó là tấm lòng khao khát, giao cảm với cuộc đời, trân trọng cái đẹp và ý thức nâng niu, giữ gìn những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Về mặt nghệ thuật thì với ngôn từ giản dị, mộc mạc, dễ hiểu, hình ảnh thơ gần gũi, thân thuộc, giọng thơ tự nhiên, thủ thỉ, tâm tình. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi và ủng hộ cho kênh học văn của cô Thuộc.